Nghỉ hưu sớm năm 34 tuổi, nhân viên ngân hàng tiết lộ công thức có 70 tỷ đồng, tiết kiệm là thất sắc. Đây mới là con đường gia tăng tài sản nhanh chóng. Bạn nghĩ rằng bỏ đi thói quen uống cà phê mỗi ngày hay chuyển đến khu vực chi phí thấp sẽ giúp gia tăng tiền hưu trí. Song thực tế cuộc sống sẽ rất khó khăn và tẻ nhạt nếu chỉ tập trung vào việc tiết kiệm tiền. Bài viết này là chia sẻ của Sam Dogen, một triệu phú tự thân đã nghỉ hưu ở tuổi 34 với 3 triệu USD kiểm soát tài chính bằng cách gọi nước thay vì cốc tai, chuyển đến sống ở một khu vực ít tốn kém hơn hoặc tích chữ phiếu giảm giá đã trở thành thói quen của nhiều người muốn làm giàu và nghỉ hưu sớm. Chấp nhận ăn mì ramen 0,69 USD và bỏ qua bánh mì nướng 8 USD không phải là một ý kiến tồi nếu bạn là một sinh viên mới ra trường, khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, nếu đã chạm ngưỡng 30 tuổi thì thật khó để nghỉ hưu sớm bằng cách này, bởi vì vài đô không phải là số tiền thay đổi được cuộc sống của bạn. Cuộc sống khó khăn hơn khi bạn chỉ tập trung vào tiết kiệm. Tất cả những chuyên gia tài chính đều thuyết rằng rằng bạn nên từ bỏ thói quen uống cà phê tiêu tốn 5 USD mỗi ngày, bởi nó có thể gia tăng đáng kể tài sản của bạn và thậm chí có thể biến bạn thành triệu phú nhờ quy luật lãi kép. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai. Nếu muốn điều này trở thành sự thật, bạn phải từ bỏ rất nhiều cốc cà phê và cần mức lãi suất hàng năm rất cao để biến khoản tiền tiết kiệm vài USD thành 1 triệu USD. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cứ chi tiêu hoang phí số tiền vất vả kiếm được. Trong giai đoạn đầu của kế hoạch nghỉ hưu sớm, Sam Dogen chi tiêu với ngân sách rất thấp và sống chung với người khác trong một căn hộ sở studio. Tuy nhiên điều đó không kéo dài lâu. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân và những gì độc giả của Financial Summer blog tài chính của Sam, dưới đây là những nhược điểm tiềm ẩn của việc cố gắng tiết kiệm để nghỉ hưu sớm. Bạn cảm thấy chán để tiết kiệm tối đa những khoản chi bắt buộc như nhà ở, thực phẩm, tiện ích và phương tiện đi lại. Bạn chuyển từ khu vực đông dân cư đến nơi có mức sống giá rẻ đúng là bạn tiết kiệm được thêm tiền nhưng sau một thời gian mọi thứ sẽ dần trở nên buồn tẻ bạn phải cách ly với những dịch vụ giải trí và các tiện ích tuyệt vời trước đây bạn cảm thấy cô đơn chuyển đến nơi có chi phí sinh hoạt thấp có thể giúp bạn tiết kiệm được chi phí sinh hoạt tuy nhiên bạn sẽ khó gặp gỡ những người bạn của mình kết quả là đời sống xã hội của bạn dần bị thu hẹp lại bạn dần mất đi mạng lưới bạn bè và các mối quan hệ đã mất nhiều năm để xây dựng không gian sống ngột ngạt để tiết kiệm tiền thuê nhà bạn và đối tác của mình quyết định sống trong một căn hộ nhỏ hơn tuy nhiên mọi thứ quá chật trội khiến gia đình bạn cảm thấy ngột ngạt ngoài ra khi không có đủ chỗ dành cho không gian cá nhân cả hai có thể cãi nhau nhiều hơn bình thường bạn kiếm được ít tiền hơn thông thường một trong những lợi ích lớn nhất khi sống ở một thành phố có chi phí cao là được tiếp cận với vô số cơ hội việc làm cùng mức lương hấp dẫn nếu rời đến một khu vực giá rẻ hơn những lựa chọn đó không còn nữa vì thế lời khuyên của Sam là ở lại các thành phố lớn càng lâu càng tốt để bạn có thể tối đa thu nhập của mình. Sau đó bạn mới bắt đầu suy nghĩ xem việc di chuyển có hợp lý hay không. Bạn có lỡ cơ hội có con, Sam đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng trì hoãn việc lập gia đình để tiết kiệm tiền. Trong khi đó đến năm ngoài 40 tuổi, khả năng mang thai của họ giảm mạnh. Vẫn muốn có con, họ chấp nhận chi hàng chục nghìn USD cho các phương pháp điều trị. Tuy nhiên, ngay cả sử dụng các biện pháp này cũng chưa chắc kế hoạch có con của bạn diễn ra theo đúng ý muốn. Chiến lược nghỉ hưu sớm thông minh. Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy áp dụng tư duy phong phú. Bạn hãy ngừng dồn hết mọi tâm sức vào việc tiết kiệm, thay vào đó bạn cần tìm kiếm, tận dụng những cơ hội lớn hơn xung quanh mình. 1. Ưu tiên sự nghiệp. Công việc toàn thời gian hiện tại là một tấm vé chiến thắng để bạn có thể về hưu sớm. Vì vậy hãy tìm việc gì đó mà bạn thích làm và dành nhiều thời gian cho nó nhất có thể. Từ đây bạn cần phát triển các kỹ năng, gây ấn tượng với sếp và xây dựng một mạng lưới mối quan hệ Hãy trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực bạn đang làm việc để có thể nhận được cơ hội tăng lương hoặc có một công việc lương cao hơn ở công ty khác. Hai, tối đa hóa tài khoản tiết kiệm hưu trí của bạn. Nếu nghỉ hưu sớm đang là mục tiêu hàng đầu của bạn thì hãy tăng số tiền tiết kiệm cho quỹ hưu trí lên mức tối đa theo khả năng của bản thân. Tài khoản nghỉ hưu càng được đổ đầy nhanh thì thời gian để bạn nghỉ hưu sớm càng được rút ngắn. Ngày 3, đầu tư tiền tiết kiệm của bạn. Khi đã tiết kiệm được một khoản tiền đó là lúc bạn nên gây dựng các danh mục đầu tư của mình. Theo Sam, hai loại tài sản phổ biến giúp chúng ta xây dựng sự giàu có đó là bất động sản và các khoản đầu tư cổ phiếu thận trọng. Bạn có thể lựa chọn nội dung đầu tư phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân, miễn sao có kế hoạch rõ ràng và thực sự hiểu biết về lĩnh vực mình đầu tư. Ngày 4, luôn theo dõi dòng tiền. Điều quan trọng là bạn phải biết tiền của mình đã đi đâu mỗi tháng. Hãy cố gắng duy trì một ngân sách cố định và luôn nhớ kiểm tra bảng sau kê ngân hàng mỗi tháng ngoài ra bạn có thể sử dụng các công cụ quản lý tài sản miễn phí để theo dõi tài sản giá trị dòng phân tích dòng tiền và quản các danh mục đầu tư của mình tất cả những điều đó giúp bạn tiến tới mục tiêu nghỉ hưu sớm với tốc độ nhanh hơn nhiều so với việc tiết kiệm và cắt giảm ngân sách theo cnbc